OK mọi người. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh tôm hùm của mình. Mình sẽ cùng mọi người cùng một chút bắt sóc. Đây là một con sóc chuột được bảo hộ dưới nước trong phim của đặc biệt như mọi người đang biết. Nếu mọi người nào muốn rất nhiều con của đến nước thì mình sẽ để chi trả nhà mình sẽ là tôm hùm nha. Mình sẽ tốt rồi. OK mọi người. Con này tên là con này tên là Sandy Chick. OK. Sáng ngày xưa là thôi. Thôi, thua rồi. Tình hiện trên là thua. Giữ nhiều vàng cả để làm cái gì? 4.000 tiền không ngồi xin được ai thì vứt. Trời. Thua. Thua. Mình sẽ bắt đầu hiểu mới lên ha. Còn 50.000 vàng mua được mấy vật kìa. OK mọi người đợi xíu. Sao này? Có mùi lửa. Nhiều lắm. Giờ lần thứ hai hả anh? Đâu như ba rồi. Thế thì đây là vẫn như thế. Nhưng mà sao lần thứ ba sáng nay pha hai lần ạ? Ừ. Tốt rồi. Không sao. OK. Anh em hãy đi theo mình nha. Chích và nhìn mặt ghê nhỉ anh em. Nó dẹp đi. Ghê quá anh em. Đổi đối tượng đây nha. Đấy, muốn ra gì đấy. OK. Tiếp tục nha. OK này ghê quá. Xin chụp ghê quá. Đây đi, đó. OK mọi người, mọi người nhảy vào chị lên chua nhé. OK. OK mọi người, địa điểm nhảy của chúng ta thật ra là thị trấn thép cơ chứ không phải thị trấn xưa. OK mọi người. OK mọi người. Ở khu này sẽ có súng từ trường anh em ạ. OK gì vậy?
vừa đắp đất thôi mà. Nóng quá. Ok. Đi sao mà nó cụt hồn cụt hồn này. Chúng tôi hết rồi. Và đây chính là bức tranh của mình. Sau khi mình đã tôi được một lần với mọi người, mình sẽ hoàn thành một phần xích cho mọi người xem kết quả của mình cho em và mình cho mình nha. Ôi. Đâu nhỉ, cái hộp của mình đâu nhỉ? Ô, cái màu tôi nó cũng vào đây hết rồi. Ừ, chính xác, exactly. Sao mà đây là mấy tô kiểu được nói ạ? Anh mua giấy A4. Ồ, anh sao ạ? Vẽ cái kiểu mới mới chưa ạ? À. Bao giờ là cái kiểu vừa tô vừa vẽ ạ? Không muốn được. Ồ, à mình thôi ạ. Tốt rồi. Vẽ mặt sau lật lại in tranh là vị mặt sau nhìn rõ mà không mấy lúc sáng nữa đó, mình lập vẫn là in tranh. Ơ, ba giờ anh up cái kiểu này là anh sắp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.